Sau là cầm giải rồi mới mang về. Cầm giải mới đem về nó hả? Thì nó là con chó làm việc. Cái độ làm việc của nó không phải suy nghĩ. Nó là con chó làm việc. Tức là nó con chó của nhà nhà bác mê làm lâm được phân. Nó gọi là mua con chó to cao màu mặn về để bán cho những người ở bên kia. Đấy nó nói luôn rồi, nó chở luôn một cái. Thích to, thích màu đẹp. Gặp đúng cạ rồi cứ phải ra đây ngồi chơi. Chúng mày bị điên à? Ra ngoài kia. Cái bọn này. Ra. Chúng mày nuôi chó nó khác, nó có mùi chó mà. Ô, thế quấn hết cả. Sát sửa cả đàn nó vào hôm nay chơi. Có cái gì đâu mày. Không toàn thế thôi. Bọn thế nó thế đấy. Ra. Nó không về, nó cũng ngồi ở trong nào.